Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 10 cắt dán chữ vui vẻ. Như những lần trước thì chúng ta cắt các ký tự như là V, U, E. Hôm nay chúng ta bắt đầu cắt tập hợp các ký tự đó lại để tạo ra hai từ vui vẻ. Việc đầu tiên là chúng ta chuẩn bị giấy màu. Chì, kéo, cầm ba, hồi dán. Trước khi vào cắt thì chúng ta bắt đầu là xác định chiều cao đơn vị chữ. Rồi chúng ta cho ra một khổ giấy 5 ô với màu. Chúng ta lưu ý là các cái biên giấy màu thường thường nó không đủ một ô đâu nhé. Nên khi chúng ta cắt thì chúng ta phải chú ý và chúng ta tính chúng ta loại cái đó ra. Chứ nếu không là khi chúng ta cắt là cái chữ chúng ta nó sẽ không đều. Ví dụ khổ giấy này chúng ta phải loại bỏ phần đó là nó chưa được một ô. Cái chúng ta cần là đúng một ô. Ô này là chúng ta đã quy ước nó là đơn vị rồi. Bây giờ chúng ta có 2V. 2V thì chúng ta chọn là 6 đơn vị luôn. Chúng ta gấp đôi lại. Rồi chúng ta gấp đôi một lần nữa. Và chúng ta cắt. Vì sao phải như vậy? Bởi vì chúng ta cắt như vậy thì chúng ta sẽ có được 2V một lần. Chứ chúng ta không nhất thiết phải cắt rời ra, cắt riêng ra thì nó mất thời gian. Đấy, sau khi cắt xong thì chúng ta có 2V. Tiếp đến chúng ta cắt âm Y. Y thì chỉ có một đơn vị thôi, chúng ta chỉ cắt một đường thẳng, đúng một đơn vị. Tiếp đến chúng ta chọn 3 đơn vị để chúng ta cắt E. E là trong bài trước chúng ta đã cắt rồi. Bây giờ chúng ta chỉ gấp đôi lại và chúng ta cắt như lần trước chúng ta đã cắt. Trong yêu cầu này là E là nhỏ hơn 3 đơn vị, cho nên chúng ta cắt bớt một nửa của cái đơn vị của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta bắt đầu cắt âm U. Như vậy trước thì chúng ta giới thiệu các em hai cách cắt là thì chúng ta vẽ đường cong chúng ta cắt hoặc là chúng ta xác định tâm của cái phần hình vuông bên dưới. Sau đó chúng ta dùng compa chúng ta quay thì chúng ta xác định cái đường cong của U và chúng ta gấp lại chúng ta cắt. Thank you.
Sau khi cắt sẵn xong thì mình cắt dấu. Cắt dấu mình lưu ý rằng là cái đơn vị của dấu thì nó từ một nửa của đơn vị chữ hoặc là nhỏ hơn. Chứ chúng ta đừng có cắt cái nó bằng cái đơn vị chữ là nhìn nó rất là xấu. Ví dụ như vậy, tỷ lệ như vậy là vừa. Bây giờ chúng ta xếp vào trong cái vở của mình thì chúng ta thấy rằng nó quá chật chội đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn một mẫu giấy bên ngoài thì chúng ta xếp chữ lên để chúng ta dán. Sau khi tính toán độ cao của chữ xong, chúng ta chọn một mẫu giấy như vậy. Rồi chúng ta tính luôn cái chiều ngang cho nó bằng cái tập vở của chúng ta để khi chúng ta gấp lại cho nó tiện. Cái vở bài tập này là đa phần là người ta tính cái ô của thiết kế trong vở chứ người ta không tính cái ô thực tế của giấy màu trên thị trường. Cho nên khi là có một số bài tập thì khi chúng ta đưa vào trong vở thì nó không có
nó không có phù hợp với cái tỷ lệ hay một lần chúng ta phải đưa ra ngoài. Bây giờ khi sắp xếp cái này lại thì chúng ta lưu ý rằng là ví dụ như V, O là khuyết gấp, V khuyết gấp thì chúng ta xếp các cái ký tự này nó gần lại với nhau. Khoảng cách giữa từ này và từ kia thường thường nó là 3 đơn vị. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta có thể xếp là nó nhỏ hơn 3 đơn vị. Để nó phù hợp với lại cái vở bài tập của chúng ta. Sau khi dán chữ vào bảng giấy màu xong thì chúng ta bôi hồ phần trên của cái bảng giấy đó. Và chúng ta trình bày vào ngay cái không gian mà người ta gọi là trình bày bài bản của mình vào trong đó. Và chúng ta dán lại để chúng ta giữ cái bài tập của mình trong cái cuốn vở cho nó đẹp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập của mình rồi. Rồi chúc các em cắt đẹp nhé. Hẹn gặp trong bài sau. Rồi chào các em.